Chào ông bà cô chú đi con. Chào bà cô chú, mình tập cái dục kia nha bạn. Nè hả? Chào ông bà cô chú, mình đi tập cái dục nha các bạn. Trời, cả nhà ơi, hello. Mình đang Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà. Đi ngang đây chơi. Ủa em tập mà. Em đương tập mà. Đi ngang đây cái đầu nó rồi gặp cái công viên á cả nhà, đi công viên khu tập thể dục nè đó. Đi ngang đây cái đầu thấy vậy rồi nó đòi rồi ghé đây cho nó mấy chị em đi chuột tập thể dục. Con đang đâu không về. Mà mê tập lắm, chuột mê tập không? Mê. Chuột tập có giỏi không? Hả? Con ai đâu không đi về. Con ai vô không đi về hả? Hai chú còn đương đứng đó kìa. À. Trời ơi xe. Ôi trời ơi trời, chụp có tới không? Coi kìa. Trời ơi coi kìa. Nãy không biết hai đứa nó đeo lên ở trên đó con thấy hả? À? Chuột à đi. Chạy đâu vậy? Trời ơi, nó ở đây lên nó lẹ lắm. Đây lại tới đây. À, rồi ghé ở công viên chỗ tập thể dục nè cả nhà. Đó, chưa đi tới siêu thị nữa mà nó đi là tới đây nó đòi ở đây là công an. Ờ à, công an hả? Gặp công an rồi. Nè, có chị ba này chú. Gặp công an kìa đó, chị ba kìa, hai chị em tập thể dục đi tới đây kìa, cụ cho chuột tập dữ chưa? Thấy không? Tập được không? Dạ. Chạy, chạy đâu nữa, đâu nữa, tới chuột tập gì nè. Đó. Đây nè, tới chuột. Con dịnh chắc nghe trên nè, con không coi con dịnh em, con dịnh chắc nghe chuột nha. Nha. Ơi, coi kìa đó. Đua. Ê, con quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại. Quay lại mà. Quay cái mặt con vô chúng chị ba nè. Ờ, quay đâu mà ngược vậy, coi kìa, coi vậy giống gì đó, coi kìa. Cái này. À, kìa, thấy chưa tôi quay tôi nói ai như nó không em quay cái máy quay qua đây thì nó quay qua cái máy quay bên kia đó, có ai gì đó không trời ơi vô ôi chừng té chừng té chừng té chừng té rồi đi hướng nào quay đó nữa rồi kìa rồi kìa nó quá trời ấy ấy rồi bị té hả. Dịnh em trên đây, dịnh em, trời ơi, nó nhoi ơi là nhoi luôn á cả nhà. Rồi dịnh em đó, ừ, đẹp đi. Dịnh em nghe con. Ôi kìa. Ở đây chỗ khu công viên, ở chỗ Tam Bình nè cả nhà. Xuống không chị ba thả xuống. Đó. Đó. Làm gì có mấy cái chạy qua chạy lại hoài vậy hả hả đây nè chị đây nè rồi chuột lắc kìa chị ba phải đi theo chị ba dịnh gì nè xuống đi xuống qua gì rồi giờ đi đâu đi qua đây nè rồi dừng trúng nha rồi nó có mấy chị nữa nè bà kìa bà tập thể dục đây nè chuột ơi đây nè con trời ơi chạy đâu tới đó vậy ừ. Chạy đâu mà chạy dữ vậy hả nó chưa có lắc cái đâu hết trơn cái đầu nó chạy nữa rồi ừ té rồi để chị ba thả con lên để chị ba thả con lên để chị ba thả con có lên được không thôi quay lại đằng kia đi trời ơi bay nữa ở trên đây rồi nó chạy á chưa cái này như nó có gãy cái gì cái này nó gớt rồi gãy rồi cái này gãy rồi cái đó nó gãy một chân rồi thôi đi lại đằng kia đi con đi nó gãy một chân. Nó gãy rồi cái này nó bị gãy rồi nó gãy được chân ờ nó gãy một chân rồi gắn lại ờ đi lại đằng kia đi không gắn được trời ơi ông giỏi quá cái đó nó bị gãy rồi đó rớt chập giò đó con đi 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 dạy lại đằng kia đi đi nó giỏi lắm nó nhà em đi chưa lại nó cực kỳ trời nó lên nó luôn kìa một chín ơi trời ơi hay vậy đó hả coi cái nó lên nó luôn kìa quay trời ơi được không dạ chắc cho tối này mấy mẹ con chuột đi ra đây tập thể dục giỏi tao biết cầm dưới này luôn nó cầm không tới hết trơn á nó cầm không tới hết trơn nên nó cầm giỏi quá ta chuột giỏi quá ta trời ơi các bạn thấy chuột tập thể dục có giỏi không giỏi giỏi giỏi
Rồi 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 chưa xuống cái mẹ tập chút coi. Lần đầu tiên à. Bỏ dép không ta? Thôi bỏ dép thì để té chết. Thôi bố có mang dép bỏ lên đây mà. Rồi mẹ dép mẹ cao. Lần đầu tiên mẹ mới bước lên cái này em tập luôn á cả nhà. Ủa tập sao? Tập sao chuột? Phải mẹ đi xuống đi con chịu chưa? Coi 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 để mẹ làm thử coi em còn. Gì hả? Làm gì hả? Gì hả? Lần đầu tiên em mới mẹ xuống con tập nữa. Ấy ôi trời ơi ghê quá. Không không có tập quen cả nhà. Nào giờ em không có tập á. Rồi. Trời ơi nó coi kìa coi chuột kìa. U. Hay vậy? Nó đồ hay hơn em nữa. Nào giờ không có tập cái này đó, nó cà sượng á cả nhà. Rồi vậy con thử anh. Qua kia thì đi đi cũng có mấy cái vậy đó. Nó cũng có mấy cái gì nè. Rồi chưa? Trời ơi trời mạnh rồi đó hả? Có sức mạnh rồi đó hả? Người chưa? Lại một con thang á. Kìa kìa. Rồi đó. Rồi tới mẹ nữa nè. Vậy hả? Em tập này có giảm heo không? Mai mốt ra đây buổi tối ra đây tập á cả nhà. Ở chỗ em chạy ra đây cũng chút xíu rồi chứ nó không có lâu cả nhà. Chưa đầy 5 phút nữa ra tới rồi đó. Mà có khi thời nào có thời đâu có thời gian đâu đi đâu. Dương công an á. Để công an á. Trời ơi. Gì vậy? Chuột khoái cái cây đó hả chuột? Chuột ơi. Chuột ơi con khoái hả chuột? Phải chừng gạt tay nha, gạt tay đó. Chuột nó khoái tập thể dục cái trò này rồi. Ê chuột ơi cái trò này tập sao vậy? Nãy con tập đó. Hả? Tập sao? Tập gì hả? Tập sao gái tập coi, tới gái tập coi. Coi coi chị ba coi kìa. Chị ba coi em à. Đó, làm sao? Đâu sao nãy tôi thấy mày kéo cho chuột đó mà. Nè mẹ. À kéo lên. Con phải đỡ cái tay lên. Mẹ có con thật tao nè. À sao? Ồ con kìa con kìa con nó đi ngược coi kìa. Ok. Ừ. Nó là cái đó là tập cơ bắp á, cơ tay á. Ừ, cái này chỗ cộng dưới người ta cầm trên được. À ta cầm trên được con cầm dưới hả? Tôi xuống rồi chị ba tập ơi. Xuống rồi chị ba tập ơi. Trời ơi đi ra công viên tập thể dục. Trời ơi trời, ơi, trời mạnh kìa đó. Chưa đi tập có sức mạnh rồi chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Dễ không? Gái? Dễ không? Dễ hả? Trời ơi kéo người lên được không? Rồi kéo sao? Kìa tới chuột tập này nè. U. Không nổi. Kéo không nổi hả? Kéo không nổi hả? Rồi. Rồi tập xong chưa? Hả? Ừ nó tập rồi nó qua đây nó tập rồi nó không chịu về luôn á cả nhà. Té đó. Ủa cần đâu có được mà. Ừ. 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 Ừ nó vậy đó nó ngược lại ra kìa đó hả. Ờ nó kêu quay clip nãy giờ em tắt cả chừng. Có con sâu không? Có con sâu con kiến gì không con? Con chèo vậy hả? Cứ ở đâu ra? Đâu phải đâu, cái đó rong á. Còn chuyên gia gì đâu mà tập ngược không ơi tàn hả? Ừ, chị ba làm ngược mà. Chị ba có làm ngược không? Có hả? Hèn chi cái gì nó nói chị ba tập ngược phải rồi. Chị ba tập ngược nó mới tập ngược phải rồi. Được chưa? Đi về được chưa? Chưa. Chừng nào mới về? Hả? Té nha. Thank you.
rồi rồi chuột kia, nói chung là nó còn hay hơn em đó cả nhà. Ok, có kìa, nó làm lẻ chưa, thấy chuột nó làm lẻ không Trinh? Ừ, sao mẹ lên mẹ đạp không được, Trinh nó đạp được kìa. Đây kìa, giỏi không? Giỏi. Mệt chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Tập thể dục có sức khỏe chứ chưa mệt đúng không? Ôi ôi, còn sức khỏe kìa, còn sức khỏe kìa. Xuống bụng chưa, xuống bụng chưa? Chắc mai mốt con gái ra đây tập cho nó giảm eo quá. Con qua đây ngồi chị ba kéo rồi chuột. Thôi kìa, hôm qua kìa chị ba kêu qua kia ngồi cho chị ba kéo kìa. Qua kia kìa, qua kia tập nữa nha. Đó, 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 đi nữa. Bây giờ này tao tập võ, tao đi ra nè. Rồi hai chị em nó đòi đi qua bên cái khu công viên tập thể dục bên đây đó nha. Ở đây nghe nghe cái nhà truyền thông của Tâm Bình. Cũng vậy thôi, ở đây nó cũng như bên kia thôi, gì đâu. Tập tay quay quay vòng vòng vậy đó. Nữa, nó lên xe này đó nè Trinh. Nó lên này nó phái cái này nè, nó chạy hay hơn em nữa. Giờ con chạy lần đó, rồi con chạy lần này. Ừ, chạy lần đó, chạy lần này. Ừ. Hay với em tập. Em tập hả? Ừ. Ôi, tập coi kìa. Kìa chưa kéo hả? Trời ơi, coi nó đứng ở đây kìa. Đó, chị ba kéo kìa. Rồi kìa, tao lắc rồi. Thôi, đi dùng cái lần đó luôn đi. Ở bên đó cũng vậy à con ơi. Chuột à, ở bên đấy cũng vậy à. Đi bên kia đi, qua chị ba đi, bên đây cũng vậy à. Nó lên nó ngồi đó, nó thấy mày xong rồi nó lên nó ngồi đó. Chưa 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 đó chị, kẹt tay đó. Làm sao cái giò nó tới? Hả, à, làm sao cái giò, cái giò đâu tới? Không tới. Giò không tới, không tới. Rồi thôi đi về được rồi. Đi về được rồi. Hãy xong trò chơi này hướng với em. Trời mưa, nguyên ngày nay mưa đó. Con biết không, nguyên ngày nay mưa đó rồi. Ồ, ồ. Ôi ôi, ôi ôi, coi kìa. Đây nè. Nó tập cái dục hay hơn mẹ. Đúng ra nó hay hơn mẹ thiệt. Chuột cái tập thể dục nó hay hơn em á cả nhà. Cái này lần nào chưa lần tiên nãy em lên còn lộng cộng chứ nó lên nó hay ghê luôn. Xuống. Rồi được. À, về được rồi đúng không? Rồi. Rồi về rồi lại đây bé ba ông bà cô chú đi. Bye bye bà chơi chơi. Con tao bà gai. Bà đăng ký. Về nè. Về đâu? Con nói lại đàng hoàng, con xin cảm ơn sao? Con cần một tay. Không, cảm ơn đàng hoàng. Cho con cảm ơn. Cho con cảm ơn ông bà, cô chú và các anh chị. Con đăng ký rồi, vui vẻ, con có chị uống sữa. Uống sữa gì? Rồi tay đâu? Sữa nha. Rồi đâu? Tay đâu? Tay đâu? Rồi sữa đâu nè? Tay đâu? Tay đâu? Rồi con phải bye bye. Rồi bye bye. Thôi cả nhà ơi. Thôi giờ hai mẹ con em sẽ cũng đi về cho nó ra nó chơi công viên chút xíu. Đâu có đi diễn, đâu có mất mình đâu. Không ăn đâu mất mình đâu ạ. À? À, ra cho nó ra chơi công viên chút xíu rồi cho tập thể dục. Cái nó té mẹ. Trời ơi, nó chưa té mẹ nè. Tập nó té mẹ luôn. Ra cho nó chơi tập công viên đi ngang, thấy đi ngang đây rồi cái đầu nó thấy nó đòi á cả nhà. Rồi thấy vậy rồi ghé vô cho nó chơi luôn chứ cho tập chơi vòng vòng ở dưới sao không mát luôn cả nhà. Ở nhà nó cũng nóng nực lắm. Rồi thôi vậy em cũng xin kết thúc clip tại đây. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà cô chú rất nhiều đã yêu thương ủng hộ mấy mẹ con em, ai cái yêu quý của anh em nhớ cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Bye bye cái gì gái. Tập này có đổ đùi không? Có.